Hello, tôi xin chào tất cả các bạn. Trong những video lần trước, Phong đã làm về kiểm tra tính liên thông của đồ thị rồi. Thì trong video này, Phong sẽ làm một cái video để tìm cái đường đi từ đỉnh X tới đỉnh Y trong cả hai đồ thị vô hướng và có hướng luôn. Đó. Thì cách làm của mình thì nó sẽ dựa vào cái thuật toán dựa theo chiều sâu và không đệ quy, khử khử đệ quy. Thì cái làm y chang như phương thức này luôn á. Thì thật ra nó như thế này, dựa theo chiều sâu thì ở những video trước thì mình đã nói rồi. Thì mình chỉ cần kiểm tra điều kiện dừng của cái dựa theo chiều sâu. Thay vì dựa theo chiều sâu là mình sẽ nhận một cái đỉnh bất kỳ đúng không, thì mình sẽ cho ra đỉnh x chẳng hạn. Đó, ở đây mình sẽ thêm một tham số nữa này, y, có nghĩa là đường đi từ đỉnh đỉnh y nhỏ đến gì đi, diệt đồ thị theo chiều theo bắt đầu từ đỉnh y và kết thúc ở đỉnh gì đó. Thì đầu tiên ha, nó sẽ tìm y nè, đó, bắt đầu từ y, sau khi nó đi thì nó sẽ đi hết đồ thị luôn. Với phương thức mà diệt theo chiều sâu nó sẽ đi hết đồ thị luôn, vì vậy mình chỉ cần kiểm tra điều kiện dừng của nó là y bằng gì thì nó sẽ dừng không, thì nó sẽ diệt tới tới gì thôi, nó đứng lại, nó không có chạy hết đồ thị. Thì đó là thuộc tính, đó là phương thức diệt theo đường đi từ x đến đi đó. Thì mình sẽ viết lại phương thức này ở trong lớp graph luôn, vì diệt theo vô hướng và có hướng thì nó tương tự giống nhau. Đây mình sẽ viết ở phía dưới luôn đi. Dựa theo đường đi thì mình sẽ trả về voi chẳng hạn. Tìm đường đi là file path ngay giữa hai đỉnh XY. Rồi, mình sẽ copy nguyên xi cái phần diệt đệ quy này. Gọi là cái gì đi, diệt cái chiều sâu. Rồi mình sẽ sửa lại cái x này thành là cái y này thành cái x hello rồi. Thì để kiểm tra điều kiện dừng của nó, mình sẽ kiểm tra ngay cái vị trí này. Thì nếu như mà x mà bằng y thì mình sẽ dừng cái vòng quay này. Đó, mà đã dừng vòng quay này thì nó sẽ ép con từ mình yếu tư nhiên mang y mình read. Nếu như các bạn không dùng read thì các bạn có thể dùng return, à return thì nó sẽ dừng chương trình luôn, nó sẽ không đọc được cái dòng print này, cho nên tốt nhất là có dùng read để cho nó còn việc in cái dòng này nữa. Thì mình thử test xem nó đúng không, thì nhiều khi cái trường hợp y này nó sẽ chưa chưa được nick cái mát vào đó, cho nên là mình thử test cái chương trình đó đã. Một hai ba, bây giờ mình kiểm tra theo cái nước diệt theo chiều sâu thử. Đây thì diệt theo chiều sâu của mình nó đi đúng không, thì ở đây mình gọi phương thức tìm đường đi từ 0 đến 3 này, thì nó sẽ tìm từ 0 cho đến 3 và dừng lại thôi. Thì đây là đường đi. Nên là mình thử thay đổi thử từ đỉnh 2 cho đến đỉnh 6. Đây, nó sẽ bắt đầu đi từ 2. Xong rồi, vì đây là nó diệt theo dòng for đó, cho nên là nó sẽ kiểm tra có cạnh thì nó sẽ diệt. Thì tương đương
nó sẽ khác nhau một chút thôi, nhưng mà nó sẽ đỡ số 2 lại này. Đó, có nghĩa là từ 0 đến 2 có cạnh, 0 đến 2 có cạnh này. Đó, cho nên là có cạnh thì nó sẽ nối với nhau được, thì nó sẽ tìm đường đi được. Đó, và cái việc tiếp tục như 1 với 3 đi. 1 này, 3 này, có cạnh này. Đó, 1, 3 có cạnh thì nó sẽ nối với nhau thì nó sẽ đi được. Đó, thì như vậy thì tìm đường đi thì công thức này, cái như vậy thì đã đúng rồi. Thì mình chúc các bạn thành công. Tạm biệt.